đoàn tàu LT5 chuẩn bị được lệnh chuyển bánh. Nhà ga xin mời quý khách tàu thông qua ổn định vị trí của đoàn tàu tiếp tục chuyển bánh được an toàn. Ladies and gentlemen, attention please. LT53 on track is going to depart. Passengers are asked to come into the coach. Stabilize the position for the safety. LT5 chuẩn bị được lệnh chuyển bánh. Và ba xin mời quý khách tàu thông qua.